Rồi, chúng ta làm đề kiểm tra học kỳ 1, đề số 5. Đề này trích trong cái đề thi của Lương Thế Vinh 2019-2020. Chúng ta đến câu hỏi đầu tiên, câu 1. Cái yêu cầu chúng ta là số mol của N2 có trong chừng đó gam. Tính như thế nào đây em ơi? Không ơi. Cái yêu cầu chúng ta là số mol phân tử N2, chứ không phải là số phân tử nha. Số mol phân tử với khác với số phân tử. Tức là điều yêu cầu chúng ta tính số mol N2. Số mol được tính như thế nào đây Linh? Người ta cho khối lượng nè. Bằng gì? Rặng nữa. Đọc bí thức cho người ta hiểu đã. Khối lượng với khối lượng mol. Khối lượng đây 280. Khối lượng mol nitơ là bao nhiêu? Là bằng bao nhiêu? Ừ, vậy thôi mà em rặng nãy giờ luôn á. Câu 2 là Huy. Bài này em cân bằng theo phương pháp nào? Đầu đuôi. Chắc đầu đuôi không? Xuất hiện hai đơn chất mà sau đầu đuôi, hóa trị bắt chéo. Dùng cho nhôm mà đồng đi, nhôm hóa trị máy. Đồng hóa trị máy. Nhưng khi tham gia vận học thì đồng hóa trị máy. Cu to. Cu to là cu máy. Rồi. 32 giờ là gì? Tiếp. Cân bằng thằng nào? CO là số máy. Rồi còn Al23 đặt số mấy? Rồi ok, chọn con nào? Rồi ok. Các bạn làm câu 3 đây. Chúng ta đến câu số 3. Chất biến đổi trong vận học là, còn chất mới sinh ra gọi là. Câu nào đây Châu? Chất biến đổi trong phản ứng học là gì? Chất phản ứng hay chất tham gia? Rồi ok, chất mới sinh ra gọi là chất sản phẩm đúng không? Cho con nào? Đúng rồi. Rồi người ta nói là cho các khí sau, khí nào nặng hơn không khí? Không khí bằng bao nhiêu đây? Đức. Không khí là 29 đúng không? Liter là như vậy. 14 nhân 2 là 28 nè. Thằng đây là 2 nè. 12 cộng 16 là 28 nè. Và SO2 bao nhiêu? 32 cộng. Để ok, nặng hơn không khí tức là phải lớn hơn 29. Rồi chúng ta đến câu 5. Muốn thu khí NH3 vào bình thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì đầu tiên mình phải hiểu như thế này. Đây nó lại cái thu khí này. Rồi chưa biết là nó đặt như thế nào. Không khí chúng ta bằng 29, NH3 có 17 à. Không khí là bằng 29. Rồi theo quy tắc là nặng nằm dưới nhẹ nằm trên, được không? Bật khí thu được phải nằm dưới đáy bình. Như vậy đáy bình thì đây, NH3 đây. Như vậy chúng ta sẽ úp ngược bình, được chưa? Câu A. Câu 6. Câu 6 mời Huy, mời Minh đi. Đừng nói làm không được Minh nha. Minh đâu? Em chọn con nào Minh? Minh đâu ạ? Em làm cho thầy câu 6 đi. Cân bằng thằng nào trước? Có hai nguyên tố đó, đồng vào oxy cân bằng nào trước? Thế cân bằng oxy trước. Rồi cân bằng oxy cho thầy đi. Oxy với trái bao nhiêu?
Bắt chéo là gì? Hả? 21 bắt chéo là gì? Nói gì mà rằng rặn vậy, nãy nó to lắm, bây giờ nó nhỏ vậy. 21 bây giờ bắt chéo là 12. Hai cu đủ. Giờ nó rặn biết rồi ta. Thôi bỏ qua đi, không nói nữa mệt. Giờ tí mà chả làm được cái gì hết. Có bảy. Thế bảy thì tôi làm luôn cha đi, nhờ các bạn mệt quá đi. Số mol của chân này khí nitơ là N2. Lấy khối lượng chia khối lượng mol 0,56 trên 2 14 nhân 2. 14 nhân 2 là 28, 0,56 chia 28 là bằng 0,02. Cô đúng ở đây là cô B. Câu 8. Đun nóng đường, đường chảy lỏng, hiện tượng đó là hiện tượng gì? Huy. Hiện tượng gì em ơi? Đúng rồi, nó không bị biến đổi chất. Trong phương trình sau, phương trình nào cân bằng sai? Kiểm tra là biết liền này, hai sắt đủ này. 3 nhân 2 6 calo này. 2 nhân 3 6 calo đủ này. Phương trình này đúng này. 2 nhân 2 là 4 hydro, 4 hydro này, 2 oxy 2 oxy đủ này. 2 nhôm đây 4 nhôm này sai này. Thầy Văn làm cho thầy có 10. Người ta cho là 11 gram CO2 có thể tích là bao nhiêu? Xử lý như thế nào? Dạ, đầu tiên là viết công thức ra. À, được. Số mol bằng khối lượng chia cho khối lượng mol Thể tích chia cho bao bằng nhiêu? diện tích chia cho 24. Ủa sao 24 mà không phải là 22,4? Dạ, bởi vì nếu diện tích bình thường là ở điều kiện thường ạ. Không nói gì tức là điều kiện thường, mà nói điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện tiêu chuẩn. Rồi ok. Ra vào. Suy ra 11 chia cho 12. 20 cộng 16 nhân 2 bằng thể tích chia cho 24 vậy là mấy ạ? 6 lít thôi. Được chưa? Để dễ mà có gì đâu. Nhưng mà nó rèn cho mình đủ thứ. Thứ nhất là bị la nè. Đó. Cái thứ đầu tiên là được ngay số nhất. Rồi, tính phần trăm theo khối lượng nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất SO3. Lưu huỳnh ở đây là 32 chia tổng 32 cộng 16 nhân 3 nhân 100%, mình cho thầy biết bằng bao nhiêu? Ok, đến câu tiếp theo. Thì khối của khí X so với không khí là nhỏ hơn 1, nó là khí nào? Chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta có này, thì khối của X so với không khí sẽ bằng M lớn của X chia cho M lớn không khí là 29 và nhỏ hơn 1. Điều này sẽ ra được Mx của chúng ta là nhỏ hơn 29. Như vậy chúng ta chọn thằng nào nhỏ hơn 29 là được. Được chưa? O2 16 nhân 2 là 32 loại. Nitơ 28 được. CO2 12 cộng 32 44. 2 cộng cho 32 34. Chúng ta đến 13. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thủy tinh nóng chảy tỏa thành bình cao là hiện tượng hóa học. Sai, vật lý. Đó là hiện biến đổi về hình dạng. B. Công thức hóa học của sắt 3 oxit lại 3O2. Cái này là sai. Được chưa? Cái thằng này là phải là 23 mới đúng. Ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol chất khí có thể tích là 2,24 lít. Hoàn toàn đúng. 1 nhân cho 22,4 thì bằng 22,4 lít. Thế thôi. Nguyên tử cùng loại là có cùng số proton và số neutron trong nhân. Sai. Nguyên tử cùng loại là cùng hạt proton, nhưng mà số neutron là có thể giống nhau hoặc là khác nhau. Cái đó là chưa đúng. Rồi, chúng ta đến câu 14.
Thì khối hơi của khí A đối với nitơ là chừng đó. Vậy khối lượng mol của khí A là bằng bao nhiêu? Đây vậy. Thì khối A của A so với nitơ là bằng M lớn A chia cho M lớn N2. Thằng đây là 1,675 MA chia cho 28. Thì đây tính cho thầy MA bằng bao nhiêu? Lấy 28 nhân theo số này. Ở đây mình tính được là bằng 46,9 gam trên mol. Và cho biết là gì? Cái khối lượng mol này ta làm tròn đây thành 47. Được chưa? Nếu đây người ta cho lẻ là mình làm sai em nhé. Khối lượng mol tức là đơn vị của thằng này là gam, kết hợp với mol là gam trên mol đấy, hiểu không ạ? Rồi, 15. Thể tích mol của chất khí là thể tích được chiếm bởi N. Trước khi đó N gì em ơi? Chỗ nào? N nguyên tử hay N phân tử? Chỗ nào Châu? Cô D mà. Cái này là cô C nha, cô D này. Nó là N phân tử em nha, chứ không phải N nguyên tử đâu. Được chưa? Vì chất khí chúng ta tồn tại dạng A thôi mà. À, xin lỗi, dạng A2 với là dạng gì nhỉ? Dạng AXB là chủ yếu thì nó N phân tử nha. Cái này trong sách giáo khoa có nói á, chúng ta coi lại giúp thầy. Rồi. Khí oxy nặng hơn khí hydro bao nhiêu lần? Chúng ta phải tính từ khối của O2 so với N2, H2. MO2 trên MH2. 16 nhân 2 trên 1 nhân 2 thì bằng 16, nặng hơn 16 lần. Được chưa? Câu này cho không mà. Rồi chúng ta lấy 17. Tính số mol của 142 gam clo. Và câu này là làm dễ thôi, làm nhanh luôn đi. Mol của Cl2, lấy khối lượng chia khối lượng mol. Để dễ không khó gì hết á. 142 trên clo là 35,5 nhân 2. 35,5 nhân 2 là 71. 142 mà chia 71 thì nó bằng 2 mol. B. Rồi chúng ta tính số mol của H2SO4. Rồi bằng khối lượng chia khối lượng mol. 41,1 trên 1 nhân 2 cộng 32 cộng 16 nhân 4 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu lần? Ở đây mình tính xấp xỉ nha. Làm tròn đi em. Đó là bằng 0,419 thì làm tròn là 0,42. Lấy sau dấu phẩy hai con số. Câu C. Cho chân này phân tử Na2CO3 thì chúng ta sẽ đi tính mol của Na2CO3. Chúng ta có công thức. Chúng ta lấy số phân tử chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Chín nhân mười mũ 23, 6 nhân 10 mũ 23. 10 mũ 23, 10 mũ 23 là hết. 9 chia 6 là 1,5. Câu D. Để cho thể tích CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chúng ta đi tính mol CO2. Để thể tích điều kiện tiêu chuẩn chia cho 22,4. 16,8. Bao nhiêu em ơi? Rồi, chúng ta đến câu 18. Rồi, yêu cầu chúng ta là cân bằng các phương trình này.
Rồi, câu A này. Ở đây chúng ta xuất hiện cả kali và oxy. Kali và oxy trước sau như một. Nhưng mà chúng ta biết là những cái phần nào mà cộng O2 á, thì sẽ cộng bằng O2 trước. Đây 2, đây 1, bắt chéo là 1, 2. 4 kali, thì 4 kali đủ. Hết. Bởi chúng ta nhớ là biến nét đứt thành nét liền thì phương trình mới đúng. Còn nếu em để nét đứt thì là phương trình sai. Câu B. Câu B chúng ta có như sau. Rồi, bây giờ chúng ta dùng đầu là đầu natri và đuôi ở đây là đuôi S4. Đây là dấu hiệu của đầu đuôi. Natri hóa trị 1, O S4 hóa trị 2. 2 nhân 3 là 6 này, đây 1 này. 1 6 bắc chéo là 61. 6 na thì bên này 2 na rồi, nhân 3 là đủ. 2 sắc, đây 1 sắc nhân 2 là đủ. Vậy chúng ta nhớ là phương trình này cân bằng là phải chuyển đứt thành liền. Rồi, câu C. Câu C cũng là dấu hiệu của cân bằng theo phương pháp đầu đuôi. Nếu nay em chọn đầu bari thì bên em chọn đuôi NO3. Bari hóa trị 2, NO3 hóa trị 1. 2 1 là 1 2. Sau đó em nhìn nguyên tố đứng đầu là bari cân bằng bari trước. Nguyên tố đứng đầu là bạc cân bằng bạc. Và nhớ biến nét đứt thành nét liền. Chúng ta còn nitơ, oxy và clo chưa cân bằng, chúng ta đi kiểm tra. Về trái chúng ta có hai nitơ đủ, hai clo đủ. Tiếp tục, 2 x 3 là 6 oxy, 6 oxy đủ, được chưa? Rồi, chúng ta đến câu 19. Để cho mời câu 19 nào. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là chừng đó. Hãy cho biết công thức học của hợp chất. Biết hợp chất này có thể khối đối với hydro là bằng 8,5. Rồi, cái câu này là câu mà chúng ta sẽ chắc chắn là xuất hiện trong đề đấy. Thì bước đầu tiên của bài toán này chúng ta gọi cái công thức của hợp chất khí. Trong đây có hai nguyên tố thôi, nitơ và hydro. Chúng ta gọi công thức tổng quát. Nó dễ mà, làm gì mấy cái đề nó cũng lặp đi lặp lại thôi. Của hợp chất khí là NXHI. Rồi, người ta cho này. Biết hợp chất này có tỷ khối so với hydro là bằng 8,5. Như vậy hợp chất khí này mình cho là khí X đi, để chúng ta có cái tỷ khối về cho dễ nói chuyện. So với hydro là bằng M lớn của X trên M lớn hydro. Tương đương. Thằng này D là người ta cho 8,5. M lớn X chia hydro là 2. Thì đây chúng ta sẽ ra được M X bằng 8,5 nhân 2. Đây tính là bằng 17 gam trên mol. Rồi, bây giờ chúng ta làm theo cách của Đức cũng được, tùy. Trong này người ta cho phần trăm carbon và phần trăm hydro. Thì có nhiều cách làm lắm, nhưng mà thầy vẫn thích cách này hơn. Có tỷ lệ khối lượng tương ứng với phần trăm. Rồi, khối lượng mol của nitơ là 14x. Khối lượng mol của hydro là Y. Và khối lượng mol hỗn hợp đây 17. Chia phần trăm nitơ. Phần trăm nitơ đây em ơi, 8235. Và cái này nó có một cái nhược điểm, đó là chúng ta nhìn hơi bị lộn. Nhớ là chúng ta đang dùng nitơ thì đặt nitơ phần trăm trước, chứ đừng có lấy râu ông này cắm cầm bạc kia là không được. 17,65 đây. Và đây là 100. 17 chia 100 là 0,17. Rồi ok, giữa đây em sẽ suy ra được X và suy ra được Y. Được chưa nào? X bây giờ sẽ bằng đó là gì? Em lấy 0,17 nhân cho thằng này chia 14. 0,17 nhân cho 82,35. Rồi chúng ta chia cho 14. Tính cho thầy bằng bao nhiêu em ơi?
Đây. Nó bằng là 0,999. Gần bằng 1. Nó gần bằng 1. Y bằng gì? Y bằng 0,17 nhân cho 17,65. Rồi, từ đây chúng ta suy ra nè. Công thức phân tử của x là x bằng 1, y bằng 3, như vậy nó là NH3. Giờ nó là khí mùi khai, có tên là ammoniac, thành phần chính của nước tiểu. Được chưa? Cái thằng này ứng dụng được làm phân đạm em ạ. Nước tiểu chúng ta không thể bỏ đi đâu. Nước tiểu chúng ta được ứng dụng làm phân đạm rất là tốt. Được chưa em ạ? Rồi, chúng ta làm câu 20. Đốt cháy 18 gam kim loại magie trong không khí thì thu được 30 gam magie oxit. Biết magie cháy là vẫn sẽ cháy là nó phản ứng vô oxy trong không khí. Câu A là viết công thức về khối lượng, câu B là tính khối lượng oxy đã phản ứng. Ok. À, để có công thức về khối lượng thì đầu tiên em phải có phương trình bằng ký hiệu đã. Mg cộng O2 để biến thành MgO. Cân bằng đây là 2, đây là 2. Phần này cần nhiệt độ đun nóng. Được chưa? Ở đây người ta cho chúng ta đây là 18 gram. Và thằng này là 30 gram. Được chưa nào? Rồi yêu cầu chúng ta là hỏi thằng này bằng bao nhiêu gram. Rồi, công thức về khối lượng thì chúng ta bình thường thôi. Công thức về khối lượng. Chúng ta có khối lượng magie cộng cho khối lượng oxy bằng khối lượng MgO. Được chưa nào? Rồi. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng oxy đã tham gia phản ứng ở câu B. Câu này thì nhiều bạn chúng ta đi áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nhưng mà chưa chắc là magie vẫn hết hay còn. Do đó bài này đúng nhất tuyệt đối của những cái bài kiểu này, coi chừng bị lừa em nhé. Có nghĩa là trong chương 2 thì người ta cho chúng ta là những cái lượng magie và oxy phản là vừa đủ, tức là sau phản nó không dư thì mình bảo toàn khối lượng là đúng. Nhưng trong trường hợp này magie có thể dư. Do đó để tính được khối lượng oxy thì tốt nhất ở đây chúng ta nên chuyển mol và chuyển mol từ MgO sang. Vì chúng ta biết là khi tham gia phản thì Mg và oxy có thể hết, nhưng MgO là sản phẩm tạo thành thì không thể hết được, sẽ là không thể dư được, hiểu không ạ? Rồi. Như vậy ý B này thì em sẽ tính cho thầy cái mol của MgO. Lấy khối lượng chia cho khối lượng mol 30 trên 24 cộng 16 bằng bao nhiêu em ơi? Được chưa? 0,75 mol. Rồi. Sau khi chúng ta tính được cái mol rồi đó thì chúng ta sẽ chuyển cho oxy. Mol oxy theo phương trình là bằng mol MgO. Rồi, oxy là 1, MgO là 2, như vậy nó bằng 1 phần 2. Đây, 0,375 mol. Khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của oxy. Mol nhân cho M lớn. M lớn của O2 là 32. 12 gam. Rồi. Như vậy bài này thì bạn đừng có liều nha. Có thể thằng MgO để đó, MG để đó, nhưng mà người ta sẽ hỏi là hỏi sao vẫn MG hết hay dư, thì khi đó mình mới tính thêm một bước nữa. Chứ nếu mà ở đây mà bạn mà đi bảo toàn khối lượng luôn thì chẳng may á là chúng ta đúng khi nào. Đúng khi á là trong trường hợp này MG hết. Bây giờ và ở đây thầy sẽ kiểm tra này. Câu hỏi thêm này. Magie phản ứng hết hay dư? Phản ứng hết hay dư? Đó. Thì câu này mới là câu hay này, được chưa? Chứ như bạn đi bảo toàn khối lượng thì trong này bảo toàn khối lượng cũng đúng. À, em lấy 30 này, em trừ 18 là bằng nhiêu? Là bằng 12.
Nhưng mà chẳng may là người ta cho chúng ta là nội dung kiến thức này là nội dung kiến thức chương 2. Nhưng nếu người ta cho không đi, người ta biến thành 24 đi, thì khi đó em bảo toàn khối lượng là dính trưởng rồi, hiểu không? Và nhiệm vụ chúng ta là để kiểm tra ma nhê phản hay thay dương, thì chúng ta đi tính mol ma nhê phản ứng. Ma nhê phản ứng theo phương trình thì nó đúng bằng mol của MgO. Câu này như bữa trước thầy nhắc rồi, nhưng bây giờ thầy nhắc lại để bạn khỏi bị lẫn lộn giữa bảo toàn khối lượng và chuyển mol. Hai cái thứ đó thì chuyển mol chúng ta là tuyệt đối đúng, còn bảo toàn khối lượng là một cách tương đối. Bây giờ có thể đúng hoặc là không, đúng khi nó vượng hết mà không đúng khi nó có dư, và bằng số mol của hắn là 0,75 mol. Rồi chúng ta đi tính khối lượng của Mg phản ứng. Em lấy mol nhân cho khối lượng mol bằng bao nhiêu? Mười tám gram ha. Thằng này đúng bao nhiêu? Từ đây suy ra là gì? Mg phản ứng hết vì nó bằng ban đầu mà. Đó. Được chưa em ạ? Câu này thì nó không có khó. Cái khó nhất ở đây đó là gì? Chúng ta không hiểu được đề, không hiểu đề nói gì cả. Được chưa? Có ai kiến gì cái câu 20 này nữa không ạ? Lên đây kiến gì lên đây. Rồi ok. Chúng ta làm câu cuối cùng, câu 21. Câu này có một điểm thôi. Để cho hợp chất X có thành phần là 7 phần khối lượng nitơ kết hợp với 20 phần khối lượng oxy, tìm công thức của hợp chất X. Như vậy có thể nói là hỗn hợp X của hợp chất X của chúng ta gồm có hai nguyên tố thôi. Đó là nitơ và oxy. Được chưa nào? Bước đầu tiên em sẽ gọi cái công thức tổng quát của hợp chất X là trong này có nitơ và oxy NXOY. Được chưa? Rồi bây giờ theo đề cho này, hợp chất X có 7 phần khối lượng nitơ và 20 phần khối lượng nitơ oxy. Như vậy đây, nếu thầy gọi khối lượng của nitơ, được chưa, là 7 phần, tức là thầy chọn nó là 7 gram đi, thì suy ra khối lượng oxy là 20 phần thì nó sẽ là 20 gram. Tới đây hiểu chứ nhỉ? Rồi cái đó là mình trở lại bài toán bình thường thôi. Chúng ta có khối lượng nitơ trên khối lượng oxy. Khối lượng nitơ ở đây là 14x, khối lượng oxy đây 16y. Câu này mà làm nhiều rồi chứ không phải chưa làm. Và đây là bằng 7 và đây là 20. Và nhiệm vụ của em là giờ đây tìm mất đi. Bảy em nhân cho 16 và 20 em nhân cho 14. Bà tính cho thầy bằng bao nhiêu? Đó, ok, 2 phần 5. Như vậy x bằng mấy em ơi? X bằng 2 đúng không? Y bằng 5. Rồi. Khi x bằng 2 bằng 5 thì chúng ta có là công thức phân tử của x là NBO, N2O5. Rồi, các bạn nào có ý kiến gì không ạ? Có ai kiến gì cái đây này nữa không ạ?